tiền cứu trợ lũ lụt này có thật sự đến tay những người bị nạn hay không nếu ai cũng sợ tiền cứu trợ bị người ta lấy bớt thì những người chịu nạn này sẽ không được cứu trợ rồi nếu hết thảy công đức tu học của chúng ta đều hy vọng chính mình được lợi ích hy vọng nhà mình được lợi ích tâm lượng như vậy rất nhỏ quả báo sẽ rất hữu hạn chỉ có thể thọ lạc trong ba đời đây gọi là xã một được quả báo hàng dạng. Do đó chúng ta tu học, tu thiện, tu phước, tâm lượng nhất định phải lớn, dụng tâm nhất định phải chân thật. Có nhiều người, thí dụ những nạn lục ở Trung Quốc đại lục, có rất nhiều người nghe tới tin này vẫn chưa chịu phát tâm, tôi hỏi họ tại sao. Họ nói tiền cứu trợ này có thật sự là đến tay những người bị nạn hay không? Có bị người trung gian cắt xén bớt không? họ thường có những lo âu như vậy làm cho việc thiện bị cắt đứt bỏ mất cơ hội này chúng ta phải biết người nào có nhân quả riêng của người đó nếu ai cũng sợ tiền cứu trợ bị người ta lấy bớt thì những người chịu nạn này sẽ không được cứu trợ rồi cho dù có bị lấy bớt cũng không sợ chúng ta cũng phải làm chính bạn không thể đích thân đi cứu trợ thì phải nhờ người trung gian không thể không làm trong những sự bố thí cúng dường thì cúng dường phật pháp càng quan trọng hơn tại sao vậy người hiểu được phật pháp người tin nhân quả khi chúng ta nhờ giả họ họ nhất định sẽ làm hoàn hảo viên mãn hiền diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hiền diệp chia sẻ